Xin chào các bạn đã trở lại với bếp nhà chúng ta. Hôm nay bánh in lại tái ngộ với các bạn theo yêu cầu. Đường để làm bánh in không có giống như đường làm bánh dẻo. Đường làm bánh dẻo thì trong, đường làm bánh in thì đặc và trắng mịn như thế này để cho ra một cái bánh in chất lượng. Nhận biết bánh in có đạt hay không thì trên mặt bánh trắng mịn và không có bị những cái bận đường in trên mặt bánh. Bánh in nhưng đậu xanh sầu riêng theo yêu cầu của bạn Vân Anh, Thành Võ và bạn Phương Ngọc. Bây giờ mời các bạn vào bếp. Mình sẽ cân vào trong cái chén này là 180g đường cát trắng. Và mình lấy chén này để qua một bên, tiếp tục cho cái chén khác lên. Và mình sẽ cân vào trong cái chén này là 100g nước. Tiếp tục cho cái đường và nước đã cân vào nồi. 180g đường mình cho vào nè. Và 1/8 muỗng cà phê muối mình cho vào luôn. 100g nước ở nhiệt độ phòng. Và mình tiếp tục quậy cho cái hỗn hợp ở trong nồi tan đều. Sau khi hỗn hợp đã tan đều như vậy rồi thì bây giờ mình bắt qua bếp để nấu. Vặn lửa trung bình. Mình bắt nồi lên trên bếp. Cả nhà thấy mình quậy tan như vậy nè. Mình sẽ nấu cái phần nước đường này cho sôi đều với lửa trung bình. Sau khi sôi đều thì mình giảm lại lửa nhỏ. Và mình nấu từ 18 đến 20 phút. Trong thời gian nấu thì mình nhớ hớt bọt như vậy. Đường sau khi mình đã nấu được 20 phút rồi thì bây giờ mình bắt đầu thử đường. Mình múc một giọt nước đường cho vào trong một cái muỗng nước với nhiệt độ phòng. Mình giọt xuống như vậy. Và bây giờ mình lấy lên cho cả nhà coi. Giọt nước đường cho vào nước vẫn không tan biến, còn nguyên một cái giọt như vậy, tức là đường của mình đã đạt rồi. Bây giờ thì mình tắt bếp và nhắc xuống. Sau khi nhắc ra khỏi bếp thì mình sẽ để như vậy khoảng 10 phút. Sau 10 phút thì mình quậy đều tay, quậy cho đến khi đường của mình đổi qua màu ngà ngà như thế này. Và mình tiếp tục quậy, quậy cho đến khi đổi sang cái màu vàng vàng như vậy. Và mình tiếp tục quậy nữa, quậy cho đến khi đường của mình trở nên trắng như vậy. Cuối cùng thì đường sẽ đặc lại và trắng như bột như vậy là đường của mình được rồi. Cả nhà coi cái phần đường của mình nè, cả nhà thấy không? Nó chảy và dẻo như vậy. Sau khi dẻo như vậy thì mình sẽ lấy ra khỏi cái khăn để cho đường nguội hẳn. Sau khi đường của mình đã nguội hẳn thì nó dẻo như vậy nè cả nhà. Nó dẻo như vậy thì mình mới làm bánh in rất là ngon ha. Bây giờ thì mình cho ra một cái khay như vậy. Sau khi mình cho ra cái khay thì mình đậy nắp kín lại. Mình để vài tuần, vài tháng đường cũng không có bị cứng. Các bạn có thời gian thì nên nấu nước đường trước. Để khi nào mình cần làm bánh thì mình lấy ra mình làm, chất lượng cũng như nhau. Mình đậy nắp lại. Tiếp theo thì mình đi làm nhân bánh. Ở đây thì mình có một chén đường và một chén đậu bằng nhau. Mình sẽ cân cho các bạn coi. Mình cân phần đường trước. Phần đường thì mình cân được 135g. Mình để qua một bên và mình để một chén khác lên, tiếp tục cân đậu xanh. Phần đậu xanh thì mình cân được 149, tính cho 150. Mình để cái cân qua một bên và mình cho cái phần đậu xanh này vào trong một cái tô. Mình
và mình sẽ đem đi vo sạch cái phần đậu xanh này. Bên đây thì phần đường hồi nãy mình cho vào đây 1/8 muỗng cà phê muối và mình cũng để qua một bên. Đậu xanh sau khi vo thật sạch cho vào chảo, lắc cho đều, cho vào 1 lít nước, cũng lắc cho đều và dùng tay đo. Với cái chiều rộng của chảo thì mình đo hơn một lóng tay của mình nước ha. Bây giờ mình bắt chảo lên bếp, mình vặn lửa lớn và bắt chảo lên nấu cho cái phần đậu xanh này sôi đều. Sau khi đậu xanh sôi đều thì mình hớt bọt. Sau khi hớt bọt xong thì mình tiếp tục nấu cho cái phần đậu xanh này cạn nước. Sau khi đậu xanh nấu đã cạn nước rồi thì bây giờ mình cho cái phần đường và muối khi nãy mình cân đó các bạn, mình cho vào. Sau khi cho đường vào thì cái phần đậu xanh của mình sên một hơi thì thấy nó lỏng ra hơn. Và mình tiếp tục sên cho cạn nước ha. Sau khi cạn bớt nước và sền sệt như vậy, mình tiếp tục cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Một lần nữa mình sên cho cái phần đậu xanh và dầu ăn hòa quyện lại với nhau và bốc hơi cạn bớt nước. Sau đó thì mình sẽ cho sầu riêng vào. Mình có ở đây là sầu riêng hiệu này, mình dùng phân nửa phân lượng này, tức là 230g mình cho vào. Tiếp tục sên cho cái phần nhân này bốc hơi cạn nước. Sau khi phần nhân bốc hơi cạn bớt nước thì như vậy nè các bạn. Và mình tiếp tục sên cho cái phần nhân bốc hơi cứng lại ha. Nhân của mình sau khi sên một hồi thì đã cứng lại như vậy rồi. Như vậy là được rồi. Bây giờ thì mình tắt bếp và mình nhắc xuống ha các bạn. Mình nhắc ra khỏi bếp và cho vào trong một cái giấy ni lông. Bây giờ thì mình ép cho cái phần nhân của mình, cho nó dẹp dẹp xuống theo cái kích cỡ của cái khuôn của mình đó các bạn. Cái khuôn của mình sử dụng là khuôn này nè. Sau khi mình ép cái nhân mình đều rồi thì mình gói cái miếng ni lông lại. Và mình dùng cây cán bột, mình cán lại một lần nữa cho thật đều. Sau khi cán đều rồi thì phần nhân của mình đã xong rồi. Mình tiếp tục qua bên kia để làm bánh. Để mình lấy cái khuôn cho các bạn coi bên trong. Khuôn này anh hai mình đóng ở bên Cali gửi qua cho mình nè. Bên trong nè các bạn. Nhân tiện đây thì mình cũng cảm ơn anh hai đã gửi tặng cho mình cái khuôn rất là đẹp. Cảm ơn anh hai rất nhiều. Mình để qua bên kia lại. Và phần nhân mình đã để hoàn toàn nguội rồi ha các bạn. Mình mở ra cho các bạn coi nè. Phần nhân nguội như vậy rồi. Bây giờ mình để qua một bên. Mình cũng dùng ở đây là bột nếp chín hiệu cây dừa. Mình thích cái hiệu này lắm. Bánh in rất là đẹp. Mình cho vào trong cái tray này là 3 muỗng canh đầy bột nếp chín. 1 muỗng tương đương với 18g, 3 muỗng là 54g ha các bạn. 3 muỗng và mình cho vào đây 1 muỗng canh rưỡi đường đầy như vậy nè các bạn. 1 muỗng là tương đương với 74g, 1 muỗng rưỡi là 110g ha các bạn. Tay cũng đã rửa sạch. Mình dùng tay để chà bột. Ban đầu các bạn để ý bột vẫn còn trắng lấm tấm nhỏ như thế này ha. Một chút xíu nữa khi đường mà mình chà hòa quyện đều với nhau rồi
thì phần bột nhỏ nhỏ, bụi bụi nhỏ nhỏ nó không còn nữa và nó sẽ sạch ở dưới cái khuôn. Thì lúc đó mình biết là đường của mình được rồi. Và một phần nữa thì đôi tay mình rất là hay. Khi mình chà phần bột mà hòa quyện đều với nhau rồi á, thì tự nhiên đôi tay mình sẽ biết lúc nào là được để dừng lại ha các bạn. Bây giờ mình chà bột như vậy mình thấy được rồi đó các bạn. Các bạn nhìn thấy ha. Đây nè, các bạn nhìn thấy những cái hột bột nó hòa đều, nó lớn ra như vậy nè các bạn, là bột của mình được rồi. Bây giờ thì mình chuẩn bị đóng khuôn. Tiếp tục cho hết phần bột vào trong khuôn. Mình dùng tay trải cái bột này ra cho thật là đều trong khuôn. Sau khi trải bột đều trong khuôn rồi, thì bây giờ mình đậy nắp lại. Và mình dùng tay ém cho đều trên khuôn. Sau khi ém đều thì mình dỡ nắp ra và tiếp tục cho phần nhân lên trên. Mình cũng dùng tay ém cho đều phần nhân này sát vào khuôn. Phần nhân sau khi mình ém đều trong khuôn rồi thì mình cũng dùng cái muỗng mình chà sơ một chút xíu cho nó bằng cái phần nhân ha các bạn. Rồi mình tiếp tục đi chà phần bột để cho lên trên. Cũng cho vào 3 muỗng canh đầy bột nếp chín và 1 muỗng canh rưỡi đầy đường. Rồi mình tiếp tục chà giống như khi nãy mình đã chà cho cái phần trước rồi ha các bạn. Bột sau khi đã chà xong rồi thì mình tiếp tục cho lên trên khuôn. Mình cho hết phần bột đã chà vào trong khuôn ha các bạn. Sau đó thì mình trải cho đều phần bột trên mặt khuôn, nhất là 4 cái góc đó. Mình nên cho bột vào sát trong góc để bánh mình ra được đẹp hơn ha các bạn. Sau khi mình đã làm bằng cái mặt đẹp như vậy rồi thì mình đậy cái nắp khuôn lại và dùng tay ấn cho thật đều. Ấn vừa vừa, không có ấn mạnh quá ha các bạn. Sau khi mình ấn bánh xong thì mình làm cho sạch những cái bột vụn ra ở bên ngoài cái khuôn như vậy nè. Mình làm cho sạch, sau đó thì mình sẽ đi dọn những cái phần dụng cụ mà mình đã làm khi nãy rồi mình quay trở lại. Các bạn ơi, sau thời gian mình dọn dẹp xong thì mình quay trở lại để dỡ bánh. Bánh đẹp quá nè các bạn ơi. Bây giờ mình cắt hai ra và mình sẽ dỡ cái mặt bên trên cho các bạn coi ha. Bánh hiện tại bây giờ cũng còn rất là mềm. Thành phẩm bánh in mình vừa mới làm xong, mặt bánh trắng tươi, không hề có những bợn đường vón cục in trên mặt bánh. Bánh đẹp quá phải không các bạn? Ước mong các bạn làm ra được những cái bánh thành công như vậy cho gia đình và người thân thưởng thức trong những ngày Tết. Mình để bánh xuống và cắt bánh ra làm tư. Sau khi cắt bánh ra làm tư thì mình cũng cắt những cái phần tư đó ra làm tư nữa. Sau khi cắt bánh ra làm tư rồi thì bây giờ mình sẽ gói cái phần bánh này lại cho các bạn coi. Mình để lên trên, lấy một cái màn bọc thực phẩm cho bánh lên trên. Sau đó thì mình gói bánh lại và mình tiếp tục gói cho hết phần bánh còn lại ha các bạn. Như vậy là phần làm bánh in nhân sầu riêng, đậu xanh đã làm xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bếp nhà chúng ta.
Có thắc mắc gì xin các bạn để lại lời nhắn ở phần bình luận. Mình sẽ theo dõi và trả lời. Chúc các bạn luôn vui khỏe, thành công trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào video kỳ tới.